chào tất cả quý anh chị em. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 2024, buổi chiều giờ California là 4:31 buổi chiều giờ California. Thì cái buổi nói chuyện của ông Joe Biden á, ông ta nói xạo á, là ông nói con trai của ông ta là Beau Biden chết ở chiến tranh Iraq. Nhưng thật sự ra là con ông ta là chết ở nước Mỹ về cái bệnh ung thư não. Thì hầu hết tất cả ai cũng biết điều đó rồi, nhưng mà ông ta lại nói lẩm cẩm hay là nói dốc không biết. Đó là cái sự nói xạo trắng trợn á, theo mình suy nghĩ á. Khi ông đọc ba cái bài diễn văn vận động của ông ta cho đảng Dân Chủ ở Colorado đó, thì ông Beau Biden á, là ông gia nhập cái vệ binh quốc gia của Mỹ là 2003, và ông Qatar có đưa đến Iraq trong cái chiến cuộc 2008. Ông có chuyển di chuyển qua cái 2008 đó, cái thời của Obama với là Joe Biden đó. Nhưng mà ông chết á, thì 2015, sau khi là ông đã về Mỹ rồi, đó là sau khi cái cuộc chiến tranh, là con trai của ông ta chết. Đó là cái lời nói của ông ta, có thể mình nói là một số người có thể nói ông lẩm cẩm, nhưng mà mình không có thể nói là lẩm cẩm đến cái mức cỡ đó đâu. Đó là quá đáng. Cái đảng Cộng Hòa đó là tiếp tục là cái poll đó là nó hơn cái đảng Dân Chủ hiện nay. So sánh hiện nay theo một cái poll của Rasmussen đó, thì nó 48% là những cử tri bầu cử trong cái quốc hội năm nay đó, 2022 là 48 cho đảng Cộng Hòa, là đảng Dân Chủ là 41%, cách biệt nhau là khoảng 7%. Còn cái poll của là Congressional poll đó thì nó cho là đảng Cộng Hòa là 47% và đảng Dân Chủ là 43%. Đó là hai cái poll nó chênh lệch nhau. Virginia, tiểu bang Virginia, quốc hội của Virginia đã ra một cái dự luật là cho phép cha mẹ của những học sinh trẻ đó, về những cái giới tính có thể là thay đổi giới tính hoặc là giải phẫu đó, thì được cho phép cha mẹ tham dự vào cái quyết định đó khi các vị học sinh đó, các đứa học sinh đó chưa có đúng tuổi trưởng thành, thì cha mẹ được tham dự vào. Lúc trước thì cái luật của đảng Dân Chủ ở quốc hội và thống đốc của đảng Dân Chủ thì họ cho những người học sinh tự quyết định và không cho ba mẹ nhúng tay vào. Đây là một cái thay đổi vấn đề về giới tính. Cái thống kê những cái người học sinh Mỹ mà tốt nghiệp vào năm 2022 đó là cái điểm thấp nhất từ trước đến nay trong vòng 30 năm đó. Mình nghĩ cái này là nó có vấn đề là ảnh hưởng về cái mùa dịch vừa rồi, và đồng thời có một số học nó thay đổi về sách giáo khoa, nhưng mình nghĩ là ảnh hưởng về cái mùa dịch vừa rồi, học ở nhà đó 2022 thì nó ảnh hưởng. Nhưng mà mình 21 20 cũng học ở nhà vậy, nhưng mà cái tốt nghiệp 22 thì nó lại thấp hơn. Hạ viện của Đảng Cộng Hòa thì phản đối cái ủy ban ngày 6 tháng Giêng của bà Nancy Pelosi lập ra để mà truy tố Tổng thống Trump, mà yêu cầu Tổng thống Trump đã bỏ phiếu tuyệt đối ngày hôm qua, đó là 9 trên 9, để yêu cầu Tổng thống Trump để ra trả lời. Đây là một cái vấn đề về chính trị chứ không phải thật sự là vấn đề về luật pháp. Đây là vấn đề chính trị để làm khó khăn cho Tổng thống Trump, mà trước cái ngày bầu cử rất là gần, còn có vài tuần nữa mà thôi. Nhưng bà mà đứng hàng thứ ba ở trong Hạ viện đó, bà là Alice Stefanik, là đồng viện của bà ta, nói là đảng Dân Chủ là lạm dụng cái quyền lực vì cái lợi ích chính trị của họ. Và bà ta cũng nói rằng người Mỹ là những người rất là khôn ngoan, đã hiểu biết những vấn đề này, biết ý định của bà Nancy Pelosi và cái đảng Dân Chủ, nên người ta sẽ có một cái trào lưu cũng như là cơn sóng thần để mà đi bầu vào tháng 11 này, để đuổi bà Nancy Pelosi ra cái chức vụ là chủ tịch Hạ viện của 2022 này.
Tòa án tối cao Pháp viện Liên bang của Hoa Kỳ để bỏ cái lệnh mà cái tòa kháng án ở bên dưới đó, là cho đếm phiếu bằng thư không có ngày để trên bì thư. Và cái phán quyết á, có ảnh hưởng đến ba cái tiểu bang Pennsylvania, New Jersey, Delaware vào cái cuộc bầu cử 2022 này. Đây là có lợi cho đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, rất là bực mình và không có đồng ý chống chống nhưng mà đến tối cao Pháp viện rồi. Thì đây là mình thấy có một cái tin tốt cho cái cuộc bầu cử 2020. Tuy nhiên chỉ có ba tiểu bang đi kiện đó thì đã thắng kiện về bên đảng Cộng hòa. Bà Nancy Pelosi có cái cuốn video ngắn, cái clip mà của CNN, tức là bên thiên tả đó, họ đưa ra, không biết lý do gì họ đưa ra. Bà ta gặp một số nhà lập pháp vào cái ngày tháng giêng ngày 6 đó, thì bà ta cầm cái nắm đấm lên, bà ta rất là hùng hổ và tuyên bố là sẽ đấm vào Tổng thống Trump nếu mà Tổng thống Trump có mặt ở đó. Bà ta rất là hãnh diện đánh vào Tổng thống Trump để bà được đi tù. Đó là niềm hãnh diện của bà ta. Cái điều này là bà ta đã tự vi phạm về hình sự rồi. Bà là một người cao cấp ở trong chính quyền của Hoa Kỳ, ở Quốc hội mà Chủ tịch Hạ viện, mà có một cái cách hành xử thô bạo giống như phường du đảng du côn đó, chứ không phải là một cái người mà có quyền hạn để mà điều hành quốc gia, đặc biệt là đảng Cộng hòa đó thì thiểu số, nên bà ta là đảng Dân chủ. Thì bà ta tác yêu tác quái, lúc này mình hy vọng là cái tháng 11 mà nếu đảng Cộng hòa đa số thì đẩy bà ra khỏi cái ghế Chủ tịch Hạ viện và tháng giêng đó thì sẽ thay đổi để nhậm chức. Tiếp một cái tin nữa là tòa án Delaware tiếp tục bác bỏ cái luật bỏ phiếu bằng thư là vi hiến của tiểu bang Delaware đó. Và bỏ phiếu bằng thư đó, sẽ không có ngày vào cái ngày mà bầu cử ngày 8 tháng 11 2022. Và đảng Dân chủ thiên tả rất là bực tức cái vấn đề này, họ đi kiện nhưng mà bây giờ đã thua. Và một thẩm phán của tiểu bang Wisconsin lại tiếp tục bác bỏ cái nhóm cánh tả đòi đếm phiếu vắng mặt đó vào cái cuộc bầu cử là ngày 8 tháng 11 22, tức là vắng mặt như là bầu bằng thư đó, là một cái nhóm cánh tả này họ cố gắng họ đi kiện, họ bị tuyệt vọng trong cái cuộc bầu cử sắp tới là họ không có thực hiện những cái ý đồ đen tối của họ. Liên tiếp ba cái tòa đều có lợi cho đảng Cộng hòa và những người có lá phiếu mà bầu thì nó minh bạch hơn lúc trước. Cơ quan NASA không gian của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã phóng cái phi thuyền lên xung bay xung sẽ bay xung quanh khám phá mặt trăng đó, là ngày 14 là ngày hôm nay đó, lúc 12 giờ lẻ 1 lẻ 7 phút buổi sáng, phóng lên rất là thành công. Đây là một cái tin về khoa học, mình nghĩ đây cũng là một cái điều rất tốt, bay lên cái tín hiệu những cái vệ tinh nào còn và trên đó có nhìn xuống những cái gì mà của Nga và tàu cộng đó, về vũ khí có thể nhìn xuống được. Đây là cái điều tốt để kiềm chế lại cái sự bành trướng gian ác của tàu cộng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và ông Putin họp về cái năng về vấn đề năng lượng, về vấn đề ngũ cốc cùng cái vấn đề hòa bình để Nga và Ukraine đi đến một cái giải pháp hòa bình. Ông Putin ông nói là ông tin tưởng là Thổ Nhĩ Kỳ là một cái nơi trung gian, ông rất là tin tưởng để xuất khẩu dầu, nhiên liệu và thực phẩm đó, ngũ cốc ra. Và tổng thống tự nguyện có cái ý định ra là làm trung gian hòa bình giữa Nga và Ukraine. Hiện nay thì điểm nóng Nga và Ukraine lên mặt mình, ông tổng thống này ông cũng đã gặp hai bên rất là nhiều lần nhưng mà đến ngày nay thì nó cũng chẳng có thành công gì cả. Ông tổng thống Pháp là ông nói là sẽ không có dùng vũ khí nguyên tử hạt nhân để mà chống lại Nga. Nếu mà Nga có dùng cái vũ khí nguyên tử để mà đánh Ukraine, đó là một cái yếu của Âu Châu, có thể là có sự chia rẽ và có một số nước cũng phản đối cái vấn đề này, vấn đề nhu nhược của ông tổng thống Pháp. Nhưng mà nước Anh thì thủ tướng Anh lại là khác hẳn rồi nha. Nước Anh thì là đi ngược lại những gì mà ông tổng thống Pháp tuyên bố, và nước Anh cũng hứa là sẽ tiếp tục viện trợ tối đa liên tục
không ngừng nghỉ để cho cái cuộc chiến của Ukraine đến ngày mà nước Ukraine thắng lợi và chiếm lại những cái lãnh thổ của Nga đã chiếm đóng. Tin thì việc ở Việt Nam thì hiện nay quý vị cũng biết trong một tuần vừa qua đã có cái vụ xáo trộn về ngân hàng đã bắt một người tỷ phú nổi tiếng ở Việt Nam. Thì người tỷ phú đó cũng có làm chủ cái công ty, cái ngân hàng và cái công ty bất động sản và nhiều công ty khác ảnh hưởng ở Việt Nam. Thì hiện nay đó thì Việt Cộng thì nó đang khủng hoảng về vấn đề năng lượng dầu xăng đó, thì người dân phải xếp hàng mua mà còn không có nữa, thiếu chạy tùm lum vòng 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 mà mua không có xăng. Và thống đốc ngân hàng Việt Cộng đó là bà Nguyễn Thị Hồng, bà ta trấn an dư luận những người dân ở Việt Nam thì phải bình tĩnh là không nên rút tiền vào lúc này. Và có một số thông tin đưa lên sai lạc, bà ta nói đó là cái ngân hàng thương mại cổ phần của Sài Gòn SCB là ngân hàng của cái bà vừa bị báo bị bắt đó, là nhà nước, cái này là cái Đảng Cộng sản nó sẽ có một cái chính sách, cái biện pháp cần thiết để mà giúp cái ngân hàng SCB được hoạt động lại bình thường. Nhưng người dân thì không tin theo cái lời tuyên bố của nhà cầm quyền Việt Cộng, họ vẫn ồ ạt để mà rút tiền ra những ngân hàng. Đó là bản tin hôm nay, và mình cũng cảm ơn tất cả quý anh chị em đã bỏ thì giờ lắng nghe, và chúc quý anh chị em một cái ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, gia đình bên người thân. Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Công ty của mình đang làm là My Realty Loan. Rồi cái số điện thoại là 925 978 4078. Cái email là vinxmy@gmail.com. Công ty của mình là đảm trách tất cả những dịch vụ cho vay. Thí dụ như là mua nhà để ở hoặc tái tài trợ, nếu mà tiền lời cao thì làm lại để tiền lời thấp. Mua nhà đầu tư, tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư thêm, mua nhà thêm hoặc là bất động sản thêm. Mua và tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư hầu hết các cơ sở và thương mại, thí dụ như commercial, bất động sản, lấy tiền ra và tái tài trợ lại. Công ty của mình đó là chuyên môn để đảm trách những hồ sơ mà đi vay á, mà đã bị những cái hồ sơ đó đã bị những cái công ty khác đã bị từ chối, khó vay, hoặc bất cứ những người không có điểm tín dụng, hoặc là cái điểm tín dụng không được tốt, hoặc là phá sản. Mình là chuyên môn đảm trách về vấn đề đó, và đặc biệt là cơ sở thương mại về đầu tư về SPA và tiểu thương. Mình có đảm trách về cái cơ sở thương mại và tiểu thương về SBA, Small Business Administration của chính phủ tài trợ. Cái đó tiền đào thì khoảng là 10-15%, rất là thấp. Công ty phục vụ toàn nước Mỹ, mà là một số quốc gia khác ngoài nước Mỹ, đặc biệt là hầu hết trong 50 tiểu bang của nước Mỹ là công ty mình phục vụ được. Và công ty mình đặc biệt là chỉ nhận lệ phí sau khi hoàn tất hồ sơ, quý vị không còn phải trả một cái gì lệ phí cho cái công ty trước khi mà quý vị quyết định lấy cái loan hay không. Dù cái loan đã làm xong mà quý vị có thể thay đổi ý kiến không lấy thì quý vị cũng không có tốn một chi phí nào tất cả cho hồ sơ của công ty mình phục vụ cho quý vị. Vấn đề về địa ốc thương mại thì quý vị, công ty của mình cũng có chuyên buôn bán về địa ốc, nhà ở, chung cư, cơ sở thương mại toàn địa bang California. Đó là công ty mình đảm trách mua bán tất cả những dịch vụ cho khách hàng. Công ty của mình đều giữ quyền riêng tư, kín đáo cho tất cả khách hàng, không có lọt ra những cái thông tin mà khách hàng đã giao cho công ty mình, tin tưởng đã giao cho công ty mình. Đặc biệt là sẽ nhận những cái hồ sơ mà nhiều nơi đã từ chối đó, thì mình có thể làm được. Ví dụ như là những người mà không may bị phá sản, hoặc là bị nhà kéo, hoặc là không có tiền tín dụng, hoặc là không có income đầy đủ tốt, thì mình cũng có làm nhiều loại loan khác nhau cho mỗi cái hồ sơ, cho mỗi cá nhân. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị anh chị em lắng nghe.